Thưa quý vị và các đồng chí, do ảnh hưởng của tình hình dịch COVID-19, nên năm nay các đơn vị không thể tổ chức các hoạt động vui Tết Trung Thu, vui hội trăng rằm cho các em thiếu nhi như hàng năm. Tuy nhiên, để giúp cho các em nhỏ vẫn cảm nhận được không khí Trung Thu, những ngày qua các cấp bộ đoàn, đội thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động làm lồng đèn, tặng bánh Trung Thu, tổ chức các đoàn đến tặng quà để nhằm thăm hỏi, động viên, chia sẻ với các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, các em thiếu nhi đang ở trong các khu phong tỏa, cách ly, khu điều trị COVID-19 có một mùa Trung Thu ấm áp. Ngày rằm tháng 8 âm lịch hàng năm, hay còn gọi là Tết Trung Thu, từ lâu đã là một ngày Tết dân tộc. Các em thiếu nhi được vui chơi, rước đèn, phá cỗ cùng ba mẹ, bạn bè. Trung Thu năm nay với trẻ em sẽ là một mùa trăng đặc biệt, sẽ không có các hoạt động bày cỗ, rước đèn ông sao, không tổ chức múa hát, trống lân, vui văn nghệ. Hiểu được điều đó, các anh chị đoàn viên, thanh niên, tình nguyện viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang đang công tác làm nhiệm vụ chống dịch, kiêm thêm nhiệm vụ, tổ chức các hoạt động chăm lo cho các em thiếu nhi có một mùa Trung Thu ý nghĩa. Thành đoàn Hội đồng đội thành phố đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố trao tặng 2.114 phần quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt tại 7 cơ sở công lập nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em và 40 khu lưu trú thanh niên công nhân trên địa bàn thành phố. Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tặng 2.500 phần quà Trung Thu cho thiếu nhi đang điều trị COVID-19 tại các bệnh viện thu dung, bệnh viện tuyến quận huyện và thành phố Thủ Đức. Trao tặng 500 phần quà cho thiếu nhi là con em công nhân lao động trên địa bàn thành phố Thủ Đức, quận Tân Bình, huyện Bình Chánh và Nhà Bè. Năm ngoái thì Trung Thu thì tụi con được đi chơi vui vẻ, còn năm nay tụi con không được đi chơi nhưng mà nhận được quà. Con cảm ơn các cô chú đã gửi tới tụi con một món quà ý nghĩa trong Trung Thu này. Con muốn mau hết dịch để đi chơi Trung Thu với các bạn. Con cảm ơn các anh chị đã cho con thiết bị để được học trực tuyến. Còn tại các cơ sở đoàn đội trên địa bàn 22 quận huyện và thành phố Thủ Đức, tùy vào điều kiện thực tế, các đơn vị chủ động xác lập hoạt động phù hợp, phối hợp vận động các nguồn lực chăm lo cho các em, tập trung vào các tuyến nội dung chăm lo cho thiếu nhi, ưu tiên thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, thiếu nhi là con công nhân lao động, thiếu nhi trong các khu cách ly phong tỏa, đồng thời vẫn đảm bảo quy tắc 5K và các quy định về công tác phòng chống dịch COVID-19 của thành phố. Trong các hoạt động chăm lo cho các đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, Ban Thường vụ Quận đoàn Tân Phú chú trọng đến các đối tượng đó là các em thiếu nhi đang chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19. Chúng tôi phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận thì tổ chức chăm lo cho các em thiếu nhi tại các khu nhà trọ, các khu công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Cái thứ hai nữa là cũng tổ chức tập trung chăm lo cho các em thiếu nhi đang là F0, đang điều trị tại 3 khu cách ly của quận. Ngoài ra thì tại các cơ sở đoàn cũng tổ chức các hoạt động để chăm lo cho các em thiếu nhi. Và từ những hoạt động của đoàn thanh niên quận thì chúng tôi cũng hy vọng rằng đó chính là lời động viên tinh thần để và lời chúc mạnh khỏe để các em cùng với gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này để tiếp tục cùng với địa phương tham gia vào công tác phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ thiếu nhi vui Trung Thu, các cơ sở đoàn đội tiếp tục tổ chức các hoạt động tiếp sức đến trường, kết nối các nguồn lực để trao tặng 1.300 bộ sách giáo khoa, thiết bị học tập, dụng cụ học tập và 50 suất học bổng bảo trợ học tập đến hết cấp học trung học phổ thông cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19. Tổng kinh phí thực hiện gần 2.500.000.000 đồng. Có thể nói, với sự chung tay góp sức từ tổ chức đoàn đội thành phố và các ban ngành đoàn thể, các đơn vị đồng hành đã kịp thời tổ chức các hoạt động ý nghĩa, mang lại một mùa Trung Thu ấm áp cho tất cả các em thiếu nhi.